Như các bạn biết, trong The Strongest Battleground có rất là nhiều kỹ năng khác nhau. Nhưng ở video hôm nay, mình và Vidac chỉ được sử dụng một trong bốn chiêu ở đây để PvP với nhau, để xem coi ai sẽ là người chiến thắng. Và như thường lệ thì đây chính là cái khối vuông quen thuộc của chúng ta. Khi em chạm vào á thì nó sẽ cho em bốn chiêu ngẫu nhiên. Rồi bây giờ em chọn anh xài chiêu nào? Em chỉ cho anh xài chiêu thứ ba thôi. Chiêu thứ ba con là gì ta? Để xem thử nha. Mưa đá. Đụng. Ui trời, chiêu đó chiêu mod á. Bây giờ tới lượt anh nha, em chỉ được sử dụng chiêu số 1 thôi. Số 1 của em là gì? Trời, chiêu 1 em hả, cũng yếu xìu à. Ai yếu thiệt á, ok, yếu thiệt á, vô. Vô mày, chặt em đó. Mày ăn gian 1, 2. Ui ghê á. Ăn gian là không có sống lâu đâu nha, bây đắc. Ăn gian là không có sống lâu đâu nha. Cái chiêu này mày... ghê quá. Ê, nè. Mày gì lão à. Mày. Mày nói ai láo rồi đó. Mưa đá. Đúng. Đứng dậy. Block. Mày. Sao? Đứng dậy. Ây da. Block đi. Ui. No way. Đừng. No way. Ủa? Chưa chết mà. Yếu vậy. Mày mới làm phải chết mày đắc ơi. Mày cút một. Rồi đây. Vô. Bà vô. Block nè. Ủa block được hả? Sao chịu đâu block không được vậy? Bro. Sao? Sợ chưa? Thôi chơi chạy đợi hồi chiêu kìa. Bỏ đâu nè. Mày. Wow. Mày đắc chơi nó chạy các bạn ơi. Ok, cũng biết ai quân tử, ai là kẻ tiểu nhân rồi ha. Đúng là kiểu kỹ năng cao ha. Ok, em sẽ cắm chiêu số 1 đi. Ủa lộn, cho anh xài chiêu số 1 chứ. Piu. Em chỉ được xài chiêu số 3 thôi. 3 đúng không? Ai khó chịu nha, chứ đối khó chịu á. Ây da, mày. Ủa, gì dạ? Á, tự nhiên mình bị đứng yên ta. Lóc là được các bạn ơi. Nè chết. Ấy giờ sao bị đứng yên vậy ta? Cấm thuật đó. Hình như bị đắc hắc lắc hay sao các bạn ơi. Sao mình bị cứ bị đứng yên vậy? Ấy. Mày khùng lắm vậy. Không xài chiêu với bị đắc. Không biết đó là em xài kiếm còn anh xài tay. Em không xài chiêu với bị đắc. Rồi. Mày xài kiếm xài tay dưới đây. Bro sao cái chiêu mình gì kỳ ta? Lóc què mày. Chấm hỏi. Quýnh tay gì lâu chết quá. Không có đam từ chiêu hiểm ta phải lấy đam từ nguồn phụ các bạn ơi. Nè. Nguồn phụ nè. Chạy rồi. Mày. Ê, chạy nữa. Nó dốc à. Rồi. Sao? Có chiêu không? Bắt trước. Ây da. Ủa mình hết máu nào vậy? Mày không phải cha, nó đi dùng chiêu xong rồi chết. Rồi, cắm chiêu nào của anh? Cho anh dùng chiêu số 1. Ok, chiêu số 1 của anh chính là chiêu này nè. Mày không phải đắc. Em chỉ được sử dụng chiêu số 4. Rồi, sẵn sàng chưa? Anh coi nhìn lén màn hình em không? Sao em dùng gan chiêu nãy luôn nè. Ok, bay nào phải đắc. Let's go. Mày hả bụi. Rồi giờ mình sẽ đợi hồi chiêu nha. Let's go. Gọi đây. Bây giờ sẽ là trò chơi đuổi bắt với thiếu chủ nè. Thiếu chủ giỏi chạy trốn. Mày bay lên trời. Em quan với anh đó mày đó. Rồi ok. Vô đây. Ê. No. Block. Mày xạo. Bay lên trời. Ủa đâu rồi. Rồi, mày đâu rồi? Hát à. Hình như cũng không cần xài chiêu lắm nha các bạn, chỉ cần quýnh thường thôi là chết mà. Mình biết counter cái chiêu đó từ mấy clip trước rồi. Dần trốn trong mấy cái cây là được. Rồi, tới lúc bị đắc chết đi các bạn ơi. Let's go. Trốn. Counter. Easy. Bố một nhân mũi mà bóp mẹ năm hộp. Yeah, cô. Ok, thì mình mới vừa tạo cái cục để hồi máu của chúng ta nha. Nó sẽ tiện lợi khá là nhiều á. Và tới vòng đấu tiếp theo, em muốn xài chiêu nào? Chọn đi bé cưng. Chỗ 4. Em chỉ được sử dụng chiêu số 1 thôi. Ấy gì vậy? Trời. Rồi, sẵn sàng chưa? Mày khùng với bé đá. Combo hơi bị dữ đó. Và lướt lên. Ủa kìa. Đừng xài chiêu đó con người anh nha bé đá. Anh sợ lắm bé đá ơi. Ấy. Hay. À mình biết cách né rồi các bạn ơi. Rồi mình xài chiêu đây. Ha. Ủa? Cái chiêu này, bro. Mày. Ok,
Cái chiêu này không phải cha, mới xài lần hai thằng được. Em chọn chiêu cho anh đi, muốn xài chiêu nào nhanh đi. Muốn trả thù. Chiêu ba. Bro, 4 chiêu mod mới chọn ngay cho mình chiêu bình thường. What, cố tình vậy ta. Vậy em xài chiêu số 3 đi. Ok. Đây, bro. Rồi vô nè. Mày. Anh dùng cái con lặn mà mày biết đúng không? Có giỏi vô đây. 1, 2, 3. Mười đây. Anh dụ em dùng chiêu số 3 rồi đó anh chơi. Nó dùng được có lặn à. Anh có biết chuyện đó đâu. Anh có biết chuyện đó đâu. Bro. Mày nãy giờ mày hành tao. Hành cái con. Mày láo top 1 BBB. Mày hay quá 2 phút. Mày hay. Ui. Vãi. Finish him. Em muốn anh sử dụng chiêu nào hết với đá? Chiêu số số 3 tiếp. Ôi, trời số 3 lần này của mình là gì đây? Nghe có vẻ mạnh lắm nè. Bro. Em chỉ được xài chiêu số 1 thôi. Cũng được, okay, cũng được. Rồi vô mày. Mày. Muda. 1. Ấy, ủa sao quýnh không được nữa hả? Vô đây solo em qua nè với đá. Garu và Saitama. Ây da, what the fuck? Ghê vậy. Thằng này tự nhiên nó ghê vậy ta. Mày đừng ảo. Ui. Nó nhảy lên ngay cái lúc mình lướt vô kìa. Kỹ năng hết đó, chứ không phải giỡn đâu. 1, 2, 3. Bùm. Mày phải chết với đất ơi. Ây da, trận này solo kỹ năng cao quá. Ai sẽ là người chiến thắng đây? Và đó là anh Crazy Lion. Ăn hên. Làm ơn chọn cho mình chiêu nào đó mạnh đi Vidac ơi, chọn cho mình đi Vidac. Số 4 đi. Số 4 của anh nè. Mày. Oh shit. Em chỉ được sử dụng chiêu số 3. Số 3 của em là gì? Trời. Thôi được rồi, vô nè. Xài chiêu gì mà thấy tội nghiệp chứ trời. Nó dậm cả hết. Hết gì nè. Mà càng dậm tới đâu thiện thương nó càng hước tới đó. Lên đỉnh luôn mà. Mày hả mày đắc? Gì hoài hả? Chiêu hồi chiêu không hồi chiêu hả? Hồi nhanh lắm, có hồi chiêu mà, nói gì vậy? Dạ. Ui, anh xài chiêu khác hay gì vậy? Chiêu đó mà. No way bro. No way bro. Mày da đen. Em cắm chiêu của anh ơi. Chiêu số 1. Chiêu số 1 của anh chính là mày. Trời sao ngon. Ngon. Ngon vậy, chiêu này hồi là được mà. Em chỉ được sử dụng chiêu số 3 thôi. Chiêu số 3 em là gì? Ê, sao cứ xài chiêu anh ta hoài á? Vô. Hay vậy. Go. Đừng vậy đó. No way. Đừng bị đắc. Mày bỏ cái gậy xuống. 1, 2, 3, bùm. Ghê chưa? Ghê chưa? 1, 2, 3, bùm. Ảo hay gì vậy ta? Anh tưởng anh làm được hoài á. Anh bắn đó. Rồi. Bắn. Ui sao không chết, không chết. Ây da. Mày. Về đắc. Ui. Ây da. Bro. Nè, bình tĩnh nè. Ui hay vậy? Tội luôn. Mày. Ui. No. Đừng. Ây da. Tội luôn. Mình bắn yếu quá các bạn ơi, tất cả là tại mình. Cắm chiêu anh ơi. Chọn chiêu số 3 tiếp. Chiêu số 3 dữ lắm đó nha. Cạch. Đùng. Em xài chiêu số 2 đi, nãy giờ chưa cho em xài chiêu số 2 á. Ôi. Rồi cũng bình thường, né được mà. Ok. Rồi nhưng mà trong trí nhớ mình thì cái chiêu đó có gì đó sai đúng không ta? Hình như là. Ủa, ê, chết mẹ xài lỗi chiêu rồi. Thôi, không tính đi. Bấm nhầm nút các bạn ơi. Trời ơi. Trời ơi, Vidac ơi. Sao thắng anh được? Ảo à. Đứng vậy là chết mà. Đâu có chiêu đó đâu. Là sao bro? Mày mới đạp cái đùn như mày kia chấp vô đây nè. Né bên phải. Ngoan lắm. Ê, đừng. Ủa, mày né được luôn hả? Bro, nó sẽ bám chiêu luôn kìa. Mày đừng có bám chiêu với đất ơi. Vidac chơi bẩn quá các bạn ơi. Thì thôi, mỗi lần anh dùng hai chiêu lửa em sẽ dùng một lần. Rồi đó, vô rồi đó, tới. Kỳ vậy đó. Đạp đi, mày giỏi. Mỗi lần em đạp á là em sẽ bị quýnh 4 cái. Đây.
đây đây mày láo, anh kêu rồi, cái chiêu đó thật ra mới là cái điểm yếu của em á. Ây da, no no no, không thể nào. Yes 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 yes, mà cũng chết à. Yo Imo, thì nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì bye bye.